núi Sam với bà con. Thì trước mặt tất cả với bà con cô bác anh chị là ông Châu Sương, còn ở trên xe là ông Quang Bình với Quang Đế Thánh Quân với bà con cô bác anh chị. Tới chiều tối luôn ha anh, tới chiều tối luôn ha. Đây là những cái cảnh cái chen như thế này là rất là dễ bị móc túi hoặc là dễ bị có những chuyện mà kẻ xấu nó sẽ lợi dụng với bà con của bác chị. Cho nên khi mà mình lại mình xin lọc á, mình đem chai nước cũng như là ở trong mình của mình đó là mình đừng có để bóp tiền bạc hoặc điện thoại nha, là vào là nó móc hết trơn luôn với bà con của bác chị, bọn ác rất là nhiều. Cho nên mình khi mà mình đi xin lọc mình nên cẩn thận đó cho cái chuyện này nha mọi người. Chèn chèn với nhau sát sát vậy đó quý bà con quá, rất là dễ bị móc túi luôn. Đi tới đây là mộ cô Năm Châu Đốc núi Sam với bà con cô bác vậy. Thank you.
đường cho ông đi quý bà con. Đây ông sẽ đi nguyên một cái đoạn đường rất là dài, là đi xung quanh núi luôn. Tới chiều tối là khoảng nói là khoảng 5-6-7 giờ vậy đó, thì ông mới về lại ngay cái chỗ mà xuất hành mọi người. Xuống thế này đốt
Xưa tới bây giờ với bà con cô bác vậy. Cô ơi,
cô ơi mình xin cái này là để là cái nó như thế nào cho mạnh giỏi. Dạ. Với lại ông trong xương này ông nuôi ông dạ. nuôi con nít đó ảnh lên nít tặng cho ông rờ đầu. Dạ. Còn ví dụ mình có mình bệnh gì đó thì dạ. Là tất cả ông vuốt cho mình bớt dạ. đau bệnh dạ. Dạ. Một năm mới có một lần. Dạ. Dạ chỉ một năm có một lần một năm rằm tháng giêng hả cô? Rằm tháng giêng thôi. Dạ. Ở nước Việt Nam mình chỉ có một ở đây thôi. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Rất là mệt luôn á, mệt sát lắm á quý bà con của anh chị. Đây là cái lịch sử phong tục từ ngày xưa tới giờ là ở trong ngôi chùa bà chúa xứ núi Sam đó mọi người. Đây là ngày rằm tháng giêng. Chưa đi tới nửa đoạn đường đó đó mọi người. Rồi ông đi là tới chiều luôn á, tới 7-8 giờ tối mới về tới nơi xuất hành đó mọi người. Các em bé cũng như là cái lời của một người bác chia sẻ ở trong người ở trong núi Sam này thì là ông nuôi các cháu cũng như là cho mấy cái chai nước làm phép cho tất cả các con cháu cũng như là bà con được nhiều điều bình an, làm ăn thuận lợi trên con đường của mình. Thank you.
Có những cái dây bùa màu đỏ đó là cũng như là cho các cháu đeo á mọi người, với ai tin tưởng á, thì đeo là sẽ được mạnh giỏi, trừ tà ma quý bà con cô bác anh chị. Mọi người hãy về An Giang cho đốc vào ở trong núi Sam một lần để thấy được cái phong tục từ ngày xưa tới giờ, lễ nghinh ông chùa bà châu đốc núi Sam. Thank you.
Chùa Phước Điền quý bà con. Đó là cái ý nghĩa sao chú? Cái này ông đi hàng năm. Dạ. Rồi những người bệnh đó, người ta đi hàng năm ấm dung độ cho người cho đừng bị bệnh. Dạ. Đi đó, đi hàng năm đi đó. Dạ. Năm nào cũng đi cho á. Dạ. Rồi ai mua bán này kia nọ xin phép bảo để về mua bán. Dạ. Rồi trong gia đình này kia nọ. Dạ. Rồi mình để hộ độ cho trong gia đình mình đó. Dạ. Là cho con cháu mà ăn cho phát đó. Dạ. Chứ mình cha mẹ mà nói cho nó nghe đó. Ông rất là linh chú. Dạ. Nhức đầu này kêu lên giọt đầu là dạ, là hết liền ha. Dạ. Cho dạ, nên đó. Bà con rất là dạ. Tin tưởng ha. Dạ. Dạ. Ông năm nào ông đi là người ta ngày rằm này ông đi ngày rằm đi. Dạ. Là trong một năm chỉ có một lần hả chú? Một năm là một dạ, lần. Hồi ngày xưa là ông đó ông đi phải không? Dạ. Cái này nó có con sông. Bà ông đi vậy đó, bà được bà vô mình mà tắm sông đó. Lên đó mà không đội đồ không vô buồn trốn nha. Ông mua kiếm mà đứt ngang đầu á. Ghê vậy. Vậy đó hả chú? Dạ. Linh chứ lắm. Dạ. Muốn kiếm là học máu chết đó chứ không phải là nó nói nước đàn đầu là nói dạ. Vậy chứ đó ông bà mình là kể lại đó là học máu chết tại chỗ luôn. Dạ. Ngày xưa dữ dằn lắm á. Dạ. Dữ lắm. Dạ. Ở đây lên nhất là cô Năm với bà chú chú giọng. Dạ. Rồi cảm ơn chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bệnh rồi tôi cho thuốc xong luôn. Dạ, vậy là người ta xong cho đồ luôn. Dạ. À, cho tốn thuốc luôn. Dạ. Đó, là gia đình tôi bị bệnh, là bác sĩ, bác cháu, bác vợ sáng nào thuốc luôn mà không có nói ngưng gì đâu. Dạ. Nếu mà tin tưởng trời Phật là sẽ được ăn trên phù hộ. Mình cái gì mình mới tin tưởng. Dạ. Mình giái với ông rồi là hàng đêm mình giái với ông đó. Dạ. Là mà là không có cái gì xảy ra. Dạ. Là hồi năm nay đó là tôi đã bị cái trong đó. Ai bị bệnh gia đình tôi không bị bệnh. Dạ. 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 Bởi tôi năm nào cũng phải đi lên chứ. Dạ. Vậy là mình xin chai nước rồi ông so đầu. Ừ. Rồi với xin cái lá dây bùa. Ừ. Với ông ấy dầu nước chanh, dầu thơm rồi đó. Dạ. Rồi mình cái ông cái quả rồi đó. Dạ. Ông thổi bùa đó mình về mình xức. Dạ. Xức mình bằng ăn này kia mình đi á, mình giấy. Rất là khỏe đó chú. Đúng rồi. Dạ. Khỏe lắm. Cho nên bà con về đây quá đông luôn. Đúng. Dạ. Ở đây đông lắm. Các chỗ gom về đây mà. Tôi đi ra ngày nay là Đồng Tháp tất cả các tỉnh gom về đây hết. Dạ. Gom về đây để làm á. Dạ. Bởi vậy ông năm nào cũng đi cho như là mấy cái tục mà ông
ông khi mà ông đi á ngoài trước đường á đốt mấy cái mùng đó là sao chú? đốt cho cua hồn, như đốt cho cua hồn, cúng cua hồn á, rồi nó chạy trước nó giật muối gạo thì đi đốt này cua hồn cúng lông mình ai xui nhảy qua nhảy lại đó, đốt cho cua mình nhảy qua nhảy lại cho trái xui á, đi tục lại bà mà họ trước vậy đó, ai phải đốt bây giờ, có người đốt cung lớn, người đốt cung nhỏ, người đập đốt chứ, thấy ai cũng lại xin lòng cái xin ông cho cái sức khỏe, có tiền nó bao tiền nó còn bao tiền không à, tiền đô có tiền này tiền kia có đủ chưa? Cứ uống nước kìa, cái nước mấy kìa. Ở đây có nước uống miễn phí luôn nha bà con cô bác anh chị, trên núi sợ quá sợ ông quá hả. Gặp ông sợ. Đây thì ở đây ở An Giang cũng như là ở nói riêng ở Châu Đốc núi Sam chùa Bà thì lễ nghinh ông là hàng năm là tháng giêng, bà con rất là tin tưởng ơn trên trời Phật. Tới cái ngày rằm 15 á rất là đông luôn mọi người, là ông là đi là tới chiều tối mới về luôn á mọi người.
Thank you.